Chào mừng các bạn quên. Chào mừng các bạn đã tới với Lê Chi Phi Chi Bà Cô Chú Hoài Bảo. Hồ hồ. Bồ hồ. You know you got me say, what a man, what a man, what a man, what a not a good man. Yes, he is. Hello các bạn. Hello Cherini, hello Nguyễn Linh, hello Cao Trần Khánh Duy. Hello Jenkin. Các bạn ơi, các bạn nhớ xe Ly Chim ủng hộ Bảo nha. Đủ 3.000 bạn mà Bảo sẽ bắt đầu kể chuyện ma nha. Các bạn ui, các bạn nhớ xe Ly Chim ủng hộ tôi nha. Trời, cái đầu này bị gì vậy trời. Trời ơi, nhìn nó sến điệu quá. Hello bé Ngân, hello bé Mo nha. Hello Huỳnh Ân Điển. Hello Nguyễn Ngọc Thiên Kim. Kim bông bự. Kim bích bự. Kim độ mông. Hello Bùi Thị Như Huỳnh. Hello Trương Huỳnh Dũng. Huỳnh Dũng. Đủ 3.000 bạn mà nói được kể chuyện ma nha. Các bạn nhớ share đi chim ủng hộ Bảo nha. Để hôm nay Bảo sẽ kể thiệt là nhiều câu chuyện ma cho các bạn nghe nha. Đừng quên share đi chim ủng hộ Bảo nha. Bắn tim cho Bảo đi. Hello Thảo Vy, hello Phương Khanh nha. Lâu quá không thấy Phương Khanh, Phương Nghi đâu rồi em. Mai đi coi Indiesat, mai đi coi Indiesat nha. Xong rồi tôi sẽ reviews lại cho mọi người. Đừng quên share the stream để Bảo kể chuyện cho các bạn nghe nhá. Yo, yeah. I miss you so much, gonna mean a morning and more. Rồi. Bây giờ Bảo sẽ bắt đầu kể chuyện mà cho các bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên là của một bạn đã gửi cho Bảo và bạn nó xin phép được giấu tên. Và câu chuyện này chính bạn là người đã trải nghiệm. Ok, bắt đầu câu chuyện nha. Bây giờ Bảo sẽ đặt một cái tên nha các bạn nhé. Cái tên đầu tiên đó là, cái bạn đó tên là, sẽ tên là Phương Thảo Đoàn. Cái bạn nó sẽ tên là Phương Thảo Đoàn nha. Thì cái bạn này á, năm 17 tuổi á, cái bạn này vào năm 17 tuổi á, là cái Tết á, câu chuyện này cũng liên quan về Tết nha các bạn. Cái bạn Phương Thảo này năm 17 tuổi á, là bạn chơi Tết, là bạn cái năm đó là năm, không nhớ năm bao nhiêu, nhưng mà bạn Tết đó là bạn chỉ ở nhà thôi. Cái thứ nhất là bạn chỉ ở nhà, bạn cày phim á các bạn, đúng không, là bạn ở cho tới mùng 6 luôn á, bạn ở cho tới mùng 6 luôn thì bạn chỉ có cày phim thôi. Cái thứ nhất là bạn không có bồ. Cái bạn Phương Thảo này bạn không có bồ, bạn là gọi là ế, mà gọi là ế bất tử, mà ế mà chế độ mà vĩnh viễn luôn đó, ế mà chế độ vĩnh viễn luôn, mà không có khả năng, gọi là bất khả thi trong cái việc có bồ luôn. Bạn ế lắm, ế mà thiếu điều mà bán đổ bán tháo luôn. Xong rồi á, cái con best friend của bạn, cái con best friend của bạn Phương Thảo á, cái thứ hai là con best friend của bạn Phương Thảo á, là nó đi về quê hết Tết nó mới lên lại thành phố, cho nên bạn Phương Thảo chỉ toàn ở nhà thôi. Và thường thường á là bạn Phương Thảo sẽ cày phim cho tới 12 giờ đêm, xong rồi bắt đầu bạn đi ngủ. Thì cái hôm đó lại vậy nè, bạn Phương Thảo sau khi cày phim xong thì 12 giờ bắt đầu bạn lên giường và bạn go to sleep. Bạn ngủ. Khi mà bạn đang ngủ nhẹ, ngủ như vậy thì tự nhiên bạn giật mình dậy. Nhưng mà khi mà bạn vừa giật mình dậy là bạn mở con mắt luôn, mà không có phải là giật nguyên cái người, mà bạn tự nhiên, các bạn suy nghĩ đi, các bạn đang ngủ mà gọi là luôn tuồng á, thì tự nhiên nó hồi tự động các bạn mở mắt vậy luôn. Không biết ai xuống hay khiến tự động mở mắt vậy. Xong cái bắt đầu bạn Phương Thảo cảm thấy ớn lạnh. Bạn Phương Thảo cảm thấy ớn lạnh nguyên một cái người luôn. Cái xong rồi bạn Phương Thảo mới ngồi dậy. Bạn Phương Thảo ngồi dậy, bạn Phương Thảo cầm cái điện thoại, bấm vô cái nút home á các bạn. Tại vì cái điện thoại bạn Phương Thảo để sạc kế bên á, bạn Phương Thảo bấm vô cái nút home là coi mấy giờ rồi. What time is it? Summer time. Thì khi mà bạn Phương Thảo bật lên á thì đã gần 2 giờ rồi. Gần 2 giờ rồi, có nghĩa là 11 giờ 50 mấy rồi. Lộn, 1 giờ 50 mấy chứ lộn, 1 giờ 50 mấy là gần 2 giờ rồi. Có nghĩa là bạn Phương Thảo mới ngủ chưa được 1 tiếng mấy. Cái xong rồi bạn Phương Thảo, các bạn biết không, cái cơ cấu phòng của bạn Phương Thảo là nó vậy nè. Cái giường của bạn Phương Thảo ở đây đúng không, bên đây sẽ là cái hành lang, và kế bên đây sẽ là một cái màn gió. Kế bên đây sẽ là một cái màn gió, và kế bên giường của bạn Phương Thảo á, sẽ là giường của ba mẹ bạn Phương Thảo. Có nghĩa là ở cái phòng đó sẽ có hai cái giường đó, và nó được cắt ngang ở bởi một cái màn thông gió, cái màn gió, nói chung là một cái màn gió đó, các bạn có thể nhìn ra ngoài được. Thì khi á mà bạn Phương Thảo á nằm xuống lại rồi chuẩn bị ngủ á, thì bạn Phương Thảo nhìn ra cái chỗ màn gió đó, nhìn
bạn bình. Các bạn để từ từ nha, có một cái đứa nó phá các bạn. Để bảo lóc nó cái đã nha, để nó bảo lóc nó. Rồi. Xong rồi, bảo chặn rồi. Tự nhiên đang kể mà tự nhiên gọi à. Rồi các bạn biết sao không? Khi á mà bạn các bạn Phương Thảo này á, bạn Phương Thảo bạn nhìn ra ngoài cái màn gió đó thì bạn Phương Thảo thấy nguyên một cái bóng người luôn nha các bạn. Nó kiểu là để cái nguyên một bóng người của một người con gái á, để cái tóc dài ngang vai nha các bạn, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen mà đóng thùng nha các bạn. Trời ơi, các bạn, một buổi đêm mà trong cái nhà đó thì chỉ có ba gia đình này, chỉ có mẹ và con, có nghĩa là bạn Phương Thảo chỉ có ở với lại ba mẹ bạn Phương Thảo với lại bạn Phương Thảo thôi. Các bạn hiểu không? Thì tự nhiên bạn Phương Thảo thấy có một cái bóng người mặc áo sơ mi trắng. Trời ơi, cái khúc này mới là ghê, là cái khúc này mới gọi là sến điệu đó các bạn. Đóng thùng nha, áo sơ mi trắng đóng thùng, quần tây đen, một người con gái tóc ngang vai vậy nè. Mà bạn Phương Thảo á, bạn Phương Thảo nhìn rõ nha các bạn, nhìn rõ luôn, tại vì có ánh trăng từ bên ngoài, có nghĩa là ánh đèn từ bên ngoài nó hắt vô trong nhà các bạn. Bạn Phương Thảo thấy rõ cái hốc mắt của người đó đó đen xì à, mà cái mặt của người đó trắng bệt, mà cái miệng á không thấy cái miệng luôn, không thấy cái miệng của người đó luôn. Cái miệng của người đó bạn Phương Thảo ví von á, như là cái hố đen vũ trụ vậy các bạn. Cái miệng đen xì luôn mà đứng nhìn bạn Phương Thảo đối diện face to face với bạn Phương Thảo. Mà các bạn nghĩ đi, trời ơi, không giống như là đi hù ma mà giống như là đi xin việc vậy các bạn. Trời, đi hù ma mà như đi xin việc vậy, mặc áo sơ mi trắng mà đóng thùng. Cái xong mà bạn Phương Thảo, tự nhiên bạn Phương Thảo thấy ớn lạnh rồi, bạn Phương Thảo cứ nhìn người đó hoài. Người đó nhìn bạn Phương Thảo nhìn người đó. Xong rồi bắt đầu á, cái bạn Phương Thảo bị á khẩu. Bạn Phương Thảo nói không được. Nhưng mà thiệt sự là bạn Phương Thảo lúc đó chỉ gọi là bất ngờ. Bạn bị bất ngờ, surprise motherfucker. Với lại khi đây là lần đầu tiên bạn Phương Thảo thấy như vậy, cho nên bạn Phương Thảo kiểu có thể nói được, nhưng mà bạn Phương Thảo kiểu bất ngờ quá, các bạn hiểu không? Mình chưa kịp định thần á, cho nên mình chưa biết mình phải làm cái gì. Xong rồi bắt đầu một phút sau thì bắt đầu bạn Phương Thảo bắt đầu nói được. Bạn Phương Thảo kêu là ba ơi cứu con. Rồi bạn Phương Thảo vừa la lên một cái là ba mẹ của bạn Phương Thảo ngồi dậy liền. Thì lúc đó bạn Phương Thảo đang chùm cái mền vậy luôn nè các bạn. Bạn Phương Thảo quá sợ thì bạn Phương Thảo mới chùm cái mền lên vậy nè. Cái xong là ba mẹ của bạn Phương Thảo dậy kêu là ủa con ơi có chuyện gì vậy, con ơi có chuyện gì vậy. Cái xong rồi hả, bạn Phương Thảo á, bạn mới kể cho ba mẹ bạn nghe cái hồi nãy bạn mới gặp là như vậy. Thì ba mẹ của bạn kiểu không tin đó các bạn, chị không tin. Bởi vì á, bạn Phương Thảo á là một cái con người rất thích nghe chuyện ma. Bạn Phương Thảo là một cái con người rất thích coi phim ma và nghe chuyện ma, các bạn hiểu không? Cho nên ba mẹ của bạn Phương Thảo mới kêu là mày coi phim ma nhiều vô, mày đọc chuyện ma nhiều vô, xong rồi bây giờ mày lố rồi, bây giờ hả mày tưởng tượng đủ thứ, mày chỉ tưởng tượng thôi chứ không có ma cỏ gì hết á, đi ngủ đi. Cái xong rồi sáng ngày hôm sau các bạn Phương Thảo lại đem cái chuyện này kể cho ba mẹ của bạn Phương Thảo nghe nữa. Nhưng mà ba mẹ của bạn Phương Thảo tuyệt nhiên nha, không có tin bạn Phương Thảo, không tin, nhất quyết không tin, mà người ta nói là bền vững luôn á, không tin con mà mình tới lúc bền vững luôn. Thì qua đêm hôm sau á thì bạn Phương Thảo á, bạn không dám ngủ một mình, bạn Phương Thảo mới bắt mẹ bạn Phương Thảo á qua ngủ chung với là bạn Phương Thảo, rồi để ba của bạn Phương Thảo ngủ riêng, các bạn hiểu không? Thì khi cái đêm á mà bạn Phương Thảo ngủ chung với mẹ của bạn Phương Thảo á thì bạn Phương Thảo không thấy gì hết, nhưng mà mẹ của bạn Phương Thảo thì thấy nha. Mẹ của bạn Phương Thảo tên là Thu Linh. Mẹ của bạn Phương Thảo tên là Thu Linh nha. Thì cái bà đó, bà đang nằm ngủ, là mẹ của bạn Phương Thảo đang nằm ngủ vậy nè. Thì tự nhiên bà cũng bừng tỉnh dậy luôn. Bà bừng tỉnh dậy y chang như là cách của bạn Phương Thảo đêm qua tỉnh dậy vậy đó các bạn. Khi mà cái bà Thu Linh này bà dậy á, thì á, bà thấy có một người phụ nữ nha. Kỳ này nha, không có đứng ngay cái màn gió nữa, không đứng ngay cái màn gió nữa nha các bạn. Mà cái màn gió á, là nó gần sát luôn cái giường của bạn Phương Thảo luôn. Cái màn gió đó là nó gần sát ngay cái giường của bạn Phương Thảo luôn. Nhưng kỳ này nó không đứng ngay cái màn gió nữa, mà nó đứng ngay gần cuối cái kiểu, mà nó đứng ngay kiểu mà song song với cái giường này đúng không, mà nó đứng ở dưới cái chân giường. Đây giờ cái giường này thì nó đứng ngay dưới chân giường, thì nó đã đi qua cái màn gió rồi. Thì cái bà Thu Linh này bà mới thấy cái con ma đó cũng y chang như bạn Phương Thảo thấy luôn. Tóc dài, mà áo sơ mi trắng, đóng thùng, quần tây đen nha các bạn, y chang luôn. Mà cái kỳ này á, cái con ma đó đó, cái vong linh đó đó, không có nhìn bạn Phương Thảo nữa, mà cái vong linh đó đó là nhìn vô đối diện
là kiểu là nó chỉ cho cái bà Thu Linh này thấy cái lưng nó thôi, thấy cái bờ vai, chỉ cho cái bà Thu Linh này thấy cái lưng thôi các bạn. Cái xong rồi á, cái bà Thu Linh này nè, kiểu mẹ của con Phương Thảo á, không có sợ ma. Từ nhỏ tới lớn là không có sợ ma, không có biết sợ là gì hết, không có tin vào ma cỏ, chị không tin mà. Cái xong bà tưởng ăn trộm ấy má, bà tưởng ăn trộm. Trời ơi, xong bà im lặng nha các bạn, bà như là một con hổ vồ mồi vậy đó các bạn. Bà đâu có biết là ma đâu. Cái bà ngồi vậy từ từ, bà sợ cái người phụ nữ đó phát hiện các bạn. Cái bà Thu Linh á, bà sợ người phụ nữ đó phát hiện. Bà nghĩ trong đầu má, chết mẹ rồi ha. Từ từ tôi lên nè, chùm đầu nó quýnh nó liền. Tại vì nó đột nhập vô trong nhà là chỉ có ăn cướp thôi. Đột nhập vô trong nhà là chỉ có ăn cướp thôi. Trời ơi, bà đi nhẹ nhàng lắm các bạn, bà rón rén. Cái bà Thu Linh này bà mới bắt đầu rón rén, bà ngồi dậy lên, bà chuẩn bị quýnh cái con mà mặc áo sơ mi mà đóng thùng rồi đó nha. Bà mới bước đi, bà mới bước ngồi dậy thì cái con áo sơ mi đó, cái con áo sơ mi đó, sơ mi trắng á, nó quẹo bên trái, làm như là nó cũng biết là bà sắp đánh nó vậy đó các bạn hiểu không? Nó nhẹ nhàng, nó quẹo tay trái, nó đi từ từ ra ngoài hành lang. Trời ơi, cái bà Thu Linh này nè, bà bắt đầu, bà vẫn chưa nghĩ đó là ma luôn. Chị don't believe it, chị don't có believe, chị không có believe vô đó nha, chị đứng dậy, chị đi. Trời ơi, chị đi từ từ nha các bạn. Xong rồi hả, chị chuẩn bị vô là chuẩn bị bắt cái con quỷ đóng thùng đó, mà áo sơ mi đóng thùng đó. Chị cứ suy nghĩ trong đầu cái bà Thu Linh là chị muốn bắt con quỷ đó để đánh nó thôi. Khi mà đi một hồi đi theo cái dòng đó đó các bạn, đi theo cái con áo sơ mi trắng á, đi một hồi thì tự nhiên cái con đó biến mất luôn. Đi qua một cái hành lang một cái, bà mới vừa đi theo con chút xíu á, là cái con đó nó biến mất tích luôn. Không thấy cái con nó đâu luôn. Thì cái bà Thu Linh này bà mới nghĩ trong lòng là chết mẹ rồi. Chết mẹ, chị mới vừa đi theo cái gì vậy? Rồi nó làm như nó là Dr. Strange vậy các bạn. Nó làm như là nó là Dr. Strange vậy đó. Nó biến mất một cách lạ kỳ luôn các bạn. Cái xong rồi cái bà Thu Linh này bà bắt đầu sợ rồi. Sáng hôm sau nha, bà mới kể lại cho cái bạn Phương Thảo nghe, rồi sẵn kể lại cho chồng bạn Phương Thảo nghe luôn. Kể lại cho chồng bà nghe luôn. Rồi, kể một hồi lặng lưng luôn á. Các bạn ơi, bà đang kể chuyện ma, đề nghị các bạn đừng có nhắn tin cho Bảo nha. Xong rồi á, thì á, cái ông chồng của bà Thu Linh này á, tên là Thanh Tùng. Ông chồng của bà Thu Linh này tên là Thanh Tùng. Thì cái ông này á, ổng với bà Thu Linh này mới thông đồng là giấu cái bạn Phương Thảo đi. Giấu cái bạn Phương Thảo có nghĩa là không có cho bạn Phương Thảo biết rằng á, hả, ổng với bà này á là sẽ đi gặp thầy. Tại vì sợ cái bạn Phương Thảo này sợ. Ổng sợ bạn Phương Thảo sợ. Tại vì bạn Phương Thảo còn nhỏ mà, Phương Thảo mới có 17 tuổi à. Cái thời điểm đó là Phương Thảo mới 17 tuổi thôi. Thì cái bà Thu Linh với cái ông Thanh Tùng này mới lén đi coi thầy. Thì khi mà đi coi thầy á, ông thầy, cái bà Thu Linh bả vừa mới bước vô nha, ông thầy đó là ổng có tay nghề rất là cao. Tại vì ổng có nguyên một cái điện riêng. Các bạn biết cái điện không, là cái chỗ mà để thờ cúng riêng á, có bàn thờ rồi này nọ, rất là đầy đủ luôn. Nói chung là một ông thầy coi bói rất là chuyên nghiệp, một ông thầy về tâm linh rất là chuyên nghiệp luôn. Cái bà Thu Linh á, bà Thu Linh với ông Thanh Tùng á, mới vừa bước vô thì cái ông thầy có bói đó, cái ông thầy đó, ổng mới kêu là, cái ông thầy đó ông tên là, cái ông thầy đó tên là Như Nguyễn nha. Cái ông thầy đó tên là Như Nguyễn. Thì khi mà bước vô thì cái ông Như Nguyễn ổng nhìn bà Thu Linh á, ổng nói rằng chị á có hai vong nhi đi theo. Cái ông Như Nguyễn đó mới nói với bà Thu Linh là chị có hai cái vong nhi đi theo, nó đứng ngoài cửa chứ nó không được vô đây. Nó đứng ở ngoài cửa, nó chờ cho tới khi nào á mà chị coi xong rồi á, chị đi ra, chứ nó không có vô đây được. Có phải là chị á, trước đây chị có phá thai hay chị sảy thai hay gì không, chị Thu Linh? Cái ông Như Nguyễn mới nói với bà Thu Linh như vậy. Thì cái bà Thu Linh mới kêu what the fuck, trời cái gì vậy, cái gì mà biết hay quá vậy. Cái xong là bà Thu Linh mới nói là có, nhưng mà con sảy thai tới 4 lần, là có nghĩa là để mà đẻ ra được bạn Phương Thảo á, là bà Thu Linh á, bà sảy thai trước đó 4 lần. Cái bà Thu Linh mới nói với lại cái ông Như Nguyễn là ủa sao con sảy thai tới 4 lần mà có hai đứa đi theo con là sao thầy? Thì cái ông thầy đó mới giải thích á, đứa nào khôn á thì nó đi theo mẹ nó, còn đứa nào không khôn á thì nó sẽ không đi theo mẹ nó. Thì ổng nói vậy. Thì sau một hồi á, ổng coi á, cái bà Thu Linh bà kể chuyện cho ông thầy này nghe, thì ổng coi, ổng xin cái tên của bạn Phương Thảo, là ngày sinh của bạn Phương Thảo.
Thì các bạn biết sao không? Ông này ông kêu á, cái dòng mà đi theo bạn Phương Thảo á là đã đi theo bạn Phương Thảo lâu rồi. Và đây á không phải là lần đầu tiên mà cái dòng này cho bạn Phương Thảo thấy đâu. Thì cái về sau này á, khi mà mẹ của bạn Phương Thảo tới cái lúc á mà bắt bạn Phương Thảo đi cúng á, thì mới kể cho bạn Phương Thảo nghe. Thì bạn Phương Thảo mới nhớ là trước đây á, khi mà hồi đó bạn Phương Thảo đi chơi về trễ á, thì bạn Phương Thảo đi vô trong nhà mình, thì mà ở kế nhà bạn Phương Thảo luôn có một cái cây rất là to. Không biết cái cây đó tên gì bảo quên rồi, hình như là cây điền hay cây gì á. Nói chung là cái cây nó rất là to và nó rất là rậm bóng á các bạn, rậm bóng. Thì bạn Phương Thảo á, bạn đi vô trong nhà, bạn đứng ở trong nhà á, thì bạn nhìn ra cái cây đó thì bạn thấy, thì cái cây đó ngay cái nhà trước của bạn luôn, thì bạn thấy có một cái người phụ nữ đứng ngay trong cái góc tối đó, đứng úp mặt vô trong cái cây nha các bạn. Có một người phụ nữ đứng ngay trong cái góc tối đó mà đứng úp mặt vô trong cái cây. Thì cái bạn Phương Thảo này mới thấy lạ, tại vì người ta đứng trước nhà bạn mà, đứng ngay cái cây trước nhà bạn mà, thì bạn mới thấy thắc mắc, bạn mới không có hiểu á, bạn không có understood. Bạn mới hỏi cái bà Thu Linh, là lúc đó là mẹ của bạn á, là cái bà Thu Linh á, bà cũng đang ngồi ngay cái hiên nhà. Cái bà Thu Linh á, bà đang ngồi ngay cái hiên nhà, các bạn hiểu không? Thì cái bà Thu Linh mà bà mới nói là đâu, mẹ đâu có thấy ai ở ngoài đâu con. Thì cái bạn Phương Thảo này, bạn mới nói là đâu, con thấy có một ai đó đứng ngay cái gốc cây nhà mình. Thì khi mà bạn Phương Thảo quay lại á, thì không thấy cái người phụ nữ đó đâu hết. Khi mà bạn Phương Thảo quay lại thì hoàn toàn nha các bạn, không thấy cái người phụ nữ đó đâu hết. Thì đó là không có phải là lần đầu tiên mà bạn Phương Thảo thấy, mà có rất là nhiều lần mà do bạn Phương Thảo không nhớ, các bạn hiểu không? Cái xong rồi cái ông thầy này ông nói đó là cái dông nữ á, mà đi theo bạn Phương Thảo này á, là tại vì nó hợp bạn Phương Thảo. Với lại nó đi theo cái bạn Phương Thảo này á, không phải là nó hại bạn Phương Thảo, mà nó đi theo bạn Phương Thảo là để nó phù hộ cho bạn Phương Thảo, nó phù trợ cho bạn Phương Thảo. Và nếu á mà cứ để cái dông này á ở bên bạn Phương Thảo hoài á, thì nó không có hại bạn Phương Thảo đâu. Nhưng mà dần về sau á, bạn Phương Thảo sẽ thấy nhiều hơn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà cái dông này nó cứ ở gần bạn Phương Thảo hoài á, thì bắt đầu cái phần âm trong cái con người bạn Phương Thảo nó sẽ nhiều hơn. Mà trong khi các bạn đẻ ra, con trai là dương và con gái là âm. Con trai là dương và con gái là âm rồi, mà con gái nó đã phần âm nó đã nhiều rồi, mà khi mà ở gần cái dông này thì phần âm nó sẽ càng nhiều nữa, các bạn hiểu không? Thì về sau này á, bạn Phương Thảo á, có thể thấy nhiều vong hơn là thấy lâu lâu thấy một lần, các bạn hiểu không? Bây giờ chỉ là lâu lâu thấy một lần thôi, nhưng mà về sau bạn Phương Thảo sẽ thấy nhiều vong hơn. Và cái nghiệp, cái ông thầy ông nói luôn, cái nghiệp của bạn Phương Thảo này nè là về sau sẽ làm thầy bói. Và cái vong này á sẽ như là cái cánh tay phải của bạn Phương Thảo vậy đó. Cái vong này sẽ là nó ở cái ở bên bạn Phương Thảo để nó giúp đỡ bạn Phương Thảo á, trong cái công việc về sau, đó là cái nghiệp của bạn Phương Thảo. Thì bây giờ cái gia đình, nói chung là cái gia đình của bạn Phương Thảo á, là bà Thu Linh á với lại cái ông Thanh Tùng á, không có chịu để con mình đi theo như vậy, cho nên nhất quyết là phải giải, cho nên hả phải về nói với bạn Phương Thảo, xong rồi đem bạn Phương Thảo lên trển và bắt cái dông đó, để cái dông đó lại ở cái điện của cái ông Như Nguyễn á các bạn, để cái dông đó lại ở cái điện của ông Như Nguyễn để cái dông đó tu và đi học. Ok, bây giờ Bảo sẽ kể một câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện này là của một bé tên là Gia Hưng đã gửi cho Bảo. Và câu chuyện này là có thật luôn nha các bạn. Cái câu chuyện này xảy ra trước rất là lâu rồi, khi mà cái bé Gia Hưng này còn nhỏ. Mà mãi tới khi lớn lên á, mẹ của bé Gia Hưng này kể lại câu chuyện này cho bé Gia Hưng nghe. Thì bé Gia Hưng á mới nhớ lại câu chuyện này, là hồi đó khi mà ông nội của bé Gia Hưng mất á, thì nhà của bé Gia Hưng từ Hóc Môn nha chuyển lên Huỳnh Văn Chính, chung cư Huỳnh Văn Chính ở Tân Phú hay gì đó, Bảo không nhớ rõ. Mà bé kể là cái đó là chung cư Huỳnh Văn Chính ở quận Tân Phú, thì chuyển lên đó sống. Thì nhớ rõ luôn cái nhà, cái phòng, cái lầu ở trên cái lầu 4. Ở trên cái lầu 4 là cái phòng số 3 là 403, là cái phòng đó là phòng 403. Thì khi mà bước vô trong trọng á, thì cái gọi là cái bếp ở trong cái nhà đó nó rất là u ám. Cái bếp ở trong cái nhà đó nó rất là u ám luôn. Không hiểu sao mà vô trọng mướn một cái á, là mẹ của bé
Mẹ của bé Gia Hưng là cảm thấy khó chịu trong người rồi. Tại vì nhìn cái bếp đó các bạn, giống như là có một cái, nhìn cái bếp giống như là cái chỗ mà gọi là hắc ám ma thuật vậy đó các bạn. Rồi xong các bạn biết sao không? Cái nhà của bạn đó, cái bạn, cái lúc đó nhà của bé Gia Hưng ở là rất là nhiều dòng họ. Là có bà nội nè, rồi có ba mẹ bé Gia Hưng, rồi có cậu của bé Gia Hưng, có chị họ, rồi nói chung là dòng họ ở trong trọng rất là nhiều. Nói chung là tụ tập lại ở một cục á, rồi mọi người kiếm tiền chia ra để trả từ từ á cho được cái nhà á, ví dụ vậy á các bạn. Thì có một hôm thì cả nhà của bé Gia Hưng á, là hôm đó hình như là thứ bảy hay chủ nhật gì đó, thì cả nhà của bé Gia Hưng mới nằm ngủ, kiểu là nằm coi phim, mà nằm nguyên một tụ tập lại coi phim á các bạn, gọi là người nhà với nhau mình coi phim á, nằm tụ tập nguyên một cái đường dài vậy nè. Thì khi mà đang coi phim vậy á các bạn, thì tự nhiên cái quạt chừng á, trời má, cái quạt chừng nó rớt xuống luôn. Cái quạt chừng nó đang ở trên trển mà các bạn biết không, cái quạt chừng á ở trong nhà của bé Gia Hưng á lúc đó á, là nó không có cái biểu tượng gì mà gọi là nó muốn xúc ra hết. Khi mà bước vô thì nhìn cái quạt chừng nó rất là chắc chắn, nó rất là chắc chắn luôn. Mà tự nhiên hôm nó đang nằm coi phim thì tự nhiên cái quạt nó bay xuống, nhưng mà may làm sao nha các bạn, nó không bay vô đầu một ai hết mà nó bay sát đầu. Có nghĩa là cái cánh quạt nó ở trên đầu, ví dụ mình nằm đây thì cái cánh quạt nó trên đây nè, nó không có đụng vô, nó không có đáp vô đầu á các bạn hiểu không, nó không có bị đập vô trong đầu. Thì á cái xong rồi cả nhà mới, cái mẹ của bé Gia Hưng á, bà mới nghĩ trong lòng á là chắc là mẹ Quan Âm đỡ cho mình, tại vì nhà của bé Gia Hưng á là cũng mộ đạo Phật và đi theo đạo Phật, cho nên có cúng mẹ Quan Âm này nọ, cho nên hả mẹ của bé Gia Hưng nghĩ là chắc là mẹ Quan Âm đỡ cho mình cái này rồi. Xong nha, thì bắt đầu tới chị của bé Gia Hưng, chị họ của bé Gia Hưng, Nguyễn Thơ, chị họ của bé Gia Hưng tên là Nguyễn Thơ. Cái bà này á, bà mới dắt cái xe bà ra, thì á không hiểu làm sao á mà bà té, bà ngất xỉu luôn. Tự nhiên bà ngất xỉu luôn các bạn, cái bà Nguyễn Thơ bà ngất xỉu luôn, mặt không bị gì hết, tự nhiên ngất xỉu. Cái xong rồi tự nhiên tỉnh dậy thì thấy nằm ở trong bệnh viện. Mà các bạn biết không, bà bị gãy, bị bể xương quai hàm. Cái bà Nguyễn Thơ bà bị bể xương quai hàm luôn. Mà lúc á mà bà tỉnh dậy á thì cả nhà hỏi là tại sao mà con té như vậy vậy. Thì cái bà Nguyễn Thơ nói là tự nhiên đang đi vậy nè, giống như là tự nhiên nó muốn xỉu á các bạn. Tự nhiên cái bà Nguyễn Thơ bà choáng hết, nhưng mà cái xe của bà Nguyễn Thơ á là nó là xe số. Bà chỉ mới bật cái chìa khóa lên thôi. Nhưng mà các bạn biết không, xe số á thì cái, nó có một cái gọi là cái chỗ để đề. Thì bắt đầu bạn lên số thì bắt đầu bạn rồ ga thì xe nó mới chạy. Đằng này á, bạn mới bật cái chìa khóa lên thôi. Cái chỗ đó vẫn còn ở cái chỗ xanh, có nghĩa là cái chỗ này chỉ để mình đề trước thôi, rồi mình bắt đầu mình mới lên số mà mình đi. Không hiểu sao mà tự nhiên cái xe nó tự lên số đó các bạn. Tự nhiên cái lúc mà bà Nguyễn Thơ bà ngất xỉu á thì cái xe nó tự lên số luôn, nó chạy luôn. Cái xong rồi hả bà bị cái tay vẫn còn cầm theo cái xe á, xong rồi hả bà, cái mặt của bà đập xuống dưới đất á, bị bể xương hàm luôn. Mà trong khi á cái bà Nguyễn Thơ là một cái bà nói rất là nhiều, bây giờ bể rồi, ăn cũng nhiều nữa mà bể cái xương hàm rồi, bây giờ kiểu cái họng cứ vậy đó. Xong rồi ở trong cái gia đình của bé Gia Hưng á, nhiều người chết thục lắm, nhưng mà trọng tâm của câu chuyện là bà nội bé Gia Hưng. Bà này bà tên là Bùi Anh Thư. Cái bà nội của bé Gia Hưng bà tên là Bùi Anh Thư. Bà này bà già rồi, sau khi mà chồng bà Anh Thư mất á thì bà Anh Thư bà cũng sống rất là vui vẻ. Kiểu giống như là bà Anh Thư á là buổi sáng á bà có một cái lịch trình á, là buổi sáng sau khi mà bà dậy xong bà sẽ xuống dưới chung cư á, bà sẽ bắt đầu uống cà phê. Sáng nào cũng vậy hết trơn, mà bà Anh Thư bà rất là yêu đời. Mặt mày á thì lúc nào cũng hồng hào hết trơn, lúc nào cũng vui vẻ hết. Mà đặc biệt nha, rất là khỏe mạnh. Dậy rất là sớm mà xuống dưới để, mà hằng ngày lúc nào cũng xuống dưới để uống cà phê hết. Thì tự nhiên có một hôm cái bà Anh Thư của các bạn qua giờ luôn. Ví dụ nha, 6 giờ là bà sẽ đi, nhưng mà hôm đó 8 giờ bà vẫn chưa đi nữa. Thì bắt đầu mẹ của bé Gia Hưng á, cái bà đó bà mới thấy lạ, bà mới gõ cửa, bà mới chạy vô cái phòng của cái bà Anh Thư á, cái bà nội của bé Gia Hưng á, là bà Anh Thư á, gõ cửa kêu mẹ ơi, mom, are you there, I calling you in the calling phone nha, hello, it's me, mom. Bà gọi quá trời luôn, trời ơi, bà mẹ của con bé Gia Hưng gọi cái bà Anh Thư quá trời luôn mà không ai feedback lại cho bà hết.
không ai rep comment đó các bạn, không ai trả lời hết. Thì bắt đầu mẹ của bé Dân quá sợ, tự nhiên có một cái cảm giác lo trong người đó các bạn. Thì á, cái bà mẹ của bé Gia Hân, bà mới la lên để cho ông cậu của bé Gia Hân chạy lại. Cái bà mẹ bé Gia Hân mới kêu là: "Trời, cậu phá nhà đi, ở lộn phá cửa đi cậu, phá cửa đi." Thế xong là cái ông cậu đó, ông mới phá cửa. Khi mà ông phá cửa vô nha các bạn, thì mới thấy bàng hoàng luôn, mọi người hết hồn luôn. Bà nội của bé Gia Hân á, là cái bà Anh Thư á, bà chết mà bà nhắm mắt. Ủa chết, không ai nhắm, ai cũng nhắm mắt. Nhưng mà cái điều lạ ở đây là cái bà Anh Thư bà chết nhưng mà bà nhắm mắt mà bà lè lưỡi. Bà nhìn nè, mà bà lè lưỡi mà cái lưỡi của bà dài luôn nha các bạn. Mà kiểu như là cái mặt của bà xanh lè luôn, không có được hồng hào như mọi ngày á, mà tự nhiên bà lè lưỡi ra vậy đó các bạn. Giống như là có ai đó bóp cổ bà chết vậy đó. Giống như có ai đó bóp cổ bà chết vậy. Cái xong rồi mọi người á cũng không có suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ là cái bà Anh Thư này nè là bà kiểu giống như là bà già rồi á, cho nên bà bị bệnh già mà bà chết thôi, chứ không có nghĩ gì nhiều hết. Cho nên mọi người lúc đó là chỉ tất bật để lo làm đám tang cho bà Anh Thư thôi, các bạn hiểu không? Cái xong rồi nha, khi mà làm đám tang xong á, chôn cất xong á, lo đầy đủ cho bà Anh Thư xong á, thì con của bà Anh Thư á là cái ông đó, là mẹ cái ông đó, ông tên là Hoàng Lê. Thì bà ổng là chồng của mẹ bạn Gia Hân luôn á, ổng là ổng, nói chung là ông Hoàng Lê là ổng là ba của bạn Gia Hân. Thì cái ông này á, cái ông Hoàng Lê này đó, ổng quá mệt rồi, tại vì hai ba ngày trước đó là ổng không ngủ, ổng chỉ đứng trước canh quan tài của mẹ ổng thôi, là cái bà Anh Thư á. Thì cái ông Hoàng Lê này ổng mệt quá, cái khi mà chôn cái bà Anh Thư xong á, thì cái ông Hoàng Lê này ổng về nhà là ổng ngủ, ổng nằm xuống là ổng ngủ luôn. Nhưng mà không hiểu sao nha các bạn, khi mà ông Hoàng Lê ổng nằm ngủ á, ổng đang nằm ngủ vậy nè, thì tự nhiên cái ông Hoàng Lê á, ổng lên cơn, ổng coi giật luôn các bạn, ổng vậy nè, ổng coi giật vậy nè các bạn. Xong rồi con mắt của ông Hoàng Lê á trợn trắng lên, miệng thì sủi bọt. Cái xong rồi ổng cứ coi giật vậy á, cái xong rồi bà vợ của ổng á, bà vợ của ổng tên là Hoài Thư, bà vợ của ông Hoàng Lê tên là Hoài Thư nha. Thì bà mới lại, bà thấy chồng mình bị coi giật vậy á, cái xong rồi bà sợ quá các bạn. Xong rồi bà mới tán chồng bả vậy nè, bà mới tán chồng bả như vậy, bà mới đánh chồng bả kêu là: "Anh ơi, dậy đi trời." Xong mà cái xong là ổng mới ngồi, ổng mới tỉnh dậy. Thì cái ông Hoàng Lê ổng mới tỉnh dậy, cái bà Hoài Thương á, bà mới kêu là: "Sao vậy anh bị gì vậy?" Cái xong rồi cái ông Hoàng Lê ổng không có nói gì hết, mà hả, tại vì lúc đó cái ông Hoàng Lê ổng quá mệt rồi. Bà Hoài Thư á thì bà hỏi quá trời hỏi luôn, bà hỏi là: "Ủa anh bị gì vậy, anh bị gì vậy? Anh có sao không, để em lấy thuốc cho anh uống, Panadol extra nha anh." Cái xong là ông Hoàng Lê ổng cứ ngủ vậy, ổng mệt quá rồi các bạn, tại vì 3 ngày rồi ổng không ngủ. Các bạn nghĩ đi, một cái con người như ông Hoàng Lê mà 3 ngày không ngủ thì làm sao mà người ta chịu nổi. Cho nên ổng gục xuống ổng ngủ, mà cứ hễ mỗi lần ổng ngủ á là ổng bị lên cơn co giật. Cho nên cái bà Hoài Thương á, là bà mẹ của bé Gia Hưng á, phải ngồi đó canh ổng luôn. Cái bà Hoài Thương bà ngủ không được luôn, mỗi lần mà cái ông hả Hoàng Lê mà lên cơn co giật á các bạn, là cái bà Hoài Thương mà đánh tiếp, bà tán vô trong mặt của ông hả, bà tán vô trong mặt của ông Hoàng Lê để cho ông Hoàng Lê tỉnh dậy á. Nhưng mà ông tỉnh dậy xong ông ngủ tiếp, tại vì ông quá mệt đó. Cứ thế cho tới sáng luôn, mấy tăng như thế cho tới sáng luôn các bạn. Xong rồi sáng hôm sau á thì bắt đầu cái ông Hoàng Lê này nè, ổng khỏe được một chút thì ổng mới kể cho cái bà Hoài Thương nghe, kể cho bà vợ bà ổng nghe. Ổng kêu là: "Tự nhiên á, hôm qua á, có một người nào đó không biết là ai luôn em, là ổng thấy một, ổng nằm mơ ổng thấy một cái người không rõ nam nữ, một cái người không rõ nam nữ nha, bóng bê đê hay gì đó không biết luôn, không phân định được giới tính luôn. Mà cái người đó nói với ổng á, nói với cái ông Hoàng Lê là: "Cúng cho tao, cúng giải cho tao, làm cho tao siêu thoát đi, không thôi là nhà mày sẽ có thêm người chết." Tự nhiên nói gì đó các bạn, nói gì đó. Thế xong rồi cái bà Hoài Thương á các bạn, bà mới nghĩ rằng chắc chồng mình thức 3 ngày nó hóa dại rồi, nó hóa rồ rồi. Ơ cái điền duyệt mày bị khùng à, tránh xa tao ra, tao không biết mày là ai, mày đi ra đi. Kiểu bà không tin luôn các bạn. Bà Hoài Thương á, bà không có tin, bà cứ: ơ cái điền duyệt cái gì vậy má, tránh xa tao ra nha, mày đi xuống mày nằm ngủ tiếp đi, để tao lấy Panadol extra cho mày uống. Kiểu giống vậy á các bạn. Cái xong rồi á thì cái chính cái đêm hôm đó luôn, sau khi á mà cái ông Hoàng Lê kể cho bà Hoài Thương nghe á, thì cái đêm hôm đó nha, bà Hoài Thương bà nằm mơ các bạn, bà nằm mơ bà thấy á là cái bà Anh Thư á, là bà nội
bà nội của bé Gia Hưng, bà nội của bé Gia Hưng là má chồng của bà hiện vô trong giấc mơ. Cái bà anh Thư bà mới kêu vậy nè, cái bà Bùi anh Thư, ừ, bà mới kêu là cái người á, bà kêu là con dâu, cái người á mà hôm qua chồng con mơ thấy á, chính cái người đó là cái người giết mẹ đó con. Chính cái người đó là cái người đã giết mẹ đó con. Bà nói với cái bà anh Thư đó, bà nói với lại cái bà Hoài Thương như vậy. Các bạn hiểu không? Bà anh Thư đó bà nói lại với bà Hoài Thương như vậy. Cái xong rồi á thì khi mà bà Hoài Thương á bà tỉnh dậy á, là xong là bà bắt đầu nha, bà mướn thầy về. Bà mướn thầy về tụng liền. Bà Hoài Thương mướn thầy về tụng liền, xong rồi khi mà bà Hoài Thương mướn sư thầy về tụng á thì bà Hoài Thương bà dắt sư thầy đi vòng vòng trong nhà. Bà kể cho sư thầy nghe. Thì khi mà sư thầy đi vòng vòng trong nhà vậy á thì sư thầy chỉ vô trong cái nhà bếp á. Sư thầy nói là trước đây á có một con người, cái dông này là dông nữ. Cái dông này á thắt cổ tự tử trong nhà bếp này. Mà bây giờ cái dông này á không phải là ma nữa rồi. Mà cái dông này nó đã trở thành quỷ rồi. Nó không là ma nữa mà nó đã trở thành quỷ rồi các bạn. Cho nên bây giờ phải tụng, phải gọi là siêu thoát. Phải siêu thoát cho người ta thì bây giờ người ta mới không có phá mình. Sau khi á mà cái nhà này á, cái nhà của bà Hoài Thương với cái ông Hoàng Lê này cúng này nọ xong hết là bán nhà luôn, không có dám ở nhà này nữa. Dù biết á là mình đã cúng xong rồi nhưng mà vẫn sợ các bạn, vẫn sợ lỡ không có tác dụng sao, vẫn sợ tại vì lỡ không có tác dụng sao, cho nên hả cái nhà này mới bán cái căn đó và đi mua cái căn khác ở. Rồi bây giờ bà sẽ kể câu chuyện tiếp theo cho các bạn nghe nha. Câu chuyện này, rồi câu chuyện này nè là của một bạn, của một bé đã gửi cho bảo, và bé này xin phép được giấu tên nha. Câu chuyện này là của một cái gia đình đối diện bé đó, cho nên bé đó không có dám mà gọi là nêu tên ra ở đây. Thì câu chuyện là như vậy nè, có một cái gia đình đó có cô chú đó, có cô chú đó có hai đứa con. Và một trong hai đứa con đó có người là bạn của cái bạn này luôn. Thì hai đứa con đó tên là Hồ Trúc với lại Xuân Đào. Xuân Đào á là chị, còn Hồ Trúc là em nha các bạn. Xuân Đào là chị và Hồ Trúc là em. Thì cái con bé Xuân Đào, nói chung là gia đình này cũng khá là giàu. Cho nên hả, người ta lo kiếm tiền không mà, người ta không có lo cho hai đứa con. Người ta không có lo cho cái con Xuân Đào với cái con Hồ Trúc. Mà cái con Xuân Đào á thì nó rất là quậy. Con Xuân Đào rất là quậy và nó vì ba mẹ nó không chịu lo nó đó các bạn. Cho nên nó lúc nào nó cũng quậy để ba mẹ chăm lo cho nó á. Để ba mẹ, nói chung là con nít á mà nó quậy á là chỉ để gây chú ý cho cha mẹ mình thôi, chứ không phải là gì hết. Nói chung là cái con Xuân Đào này nó cảm thấy là ba mẹ bỏ rơi nó. Cái xong rồi nó cũng có một cái hơi hướng hơi gọi là mất dạy với ba mẹ mình. Riêng cái con Hồ Trúc nha, cái con bé Hồ Trúc, cái con em của con Xuân Đào á, thì nó rất là ngoan. Nó rất là ngoan luôn, nó hiền lắm. Nó ngồi, nó như cục bột vậy, nó ngồi một chỗ, nó ngồi yên một chỗ nè. Mà nhà thì chỉ có cô giúp việc thôi. Hai đứa này thì lúc nào cũng ở với cô giúp việc hết. Còn ba mẹ tụi nó thì bắt đầu phải đi làm. Ba mẹ của tụi nó phải đi làm rồi này nọ, rồi đi công tác khắp nơi hết. Cho nên lúc nào cái con Xuân Đào với con Hồ Trúc á nó cũng ở nhà với lại cô giúp việc hết. Cho nên cái con Xuân Đào thì nó cũng cảm thấy hơi cô đơn, nó cô đơn thiệt. Thì á tự nhiên nha, có một cái khoảng thời gian cái con bé Xuân Đào này nó rất là khác. Nó rất là lạ luôn nha. Nó mới lớp 6 à. Cái con bé Xuân Đào này nó mới lớp 6 à, mà đêm á các bạn. Tối nha các bạn, khoảng 10 giờ tự nhiên nó đánh cho cái mặt của nó các bạn. Cái con Xuân Đào á nó make up cái mặt của nó trắng bệch luôn các bạn. Vậy đó, xong rồi đó hả, nó vẽ cái chân mày của nó đó các bạn, như lưỡi liềm vậy đó các bạn. Nó vẽ như lưỡi liềm của thủy thủ mặt trăng vậy đó các bạn, Sailor Moon. Xong rồi nó quất cho cái môi nó đỏ chót luôn các bạn. Mà tự nhiên nó làm cho cái mặt nó vậy mà thấy ghê lắm. Rồi xong nó đi ra ngoài đường, đêm nào cũng vậy hết. Mà cái bà giúp việc á, cái con Xuân Đào là kiểu lắm, như là nó bá đạo quá các bạn hiểu không. Nó khác với lại cái con Hồ Trúc. Con Hồ Trúc thì quá ngoan, thì con Xuân Đào thì quá quậy, quá bướng bỉnh. Thì cái bà giúp việc á, bà không có dám nói cái con Xuân Đào, tại vì lỡ nói cái nó bật lại bà, nó quất bà sắp mặt luôn sao. Đâu được, bà sợ lắm, bà sợ bị nghỉ việc lắm các bạn. Bà còn phải lo cho con cái bà ở nhà mà.
Cho nên hả, bà cứ nhìn nó đi thôi, bà cứ mặc kệ nó luôn. Mà đêm nào cái con Xuân Đào cũng vậy hết, make up cho cái mặt trắng và bồng bềnh vậy nè các bạn, xong rồi vẽ cái hả chân mày lưỡi liềm, xong bắt đầu hả sơn xong môi đỏ, làm cái silly moon nè các bạn. Đi ra ngoài đường cứ đêm nào cũng vậy hết. Thì bắt đầu cái bà giúp việc này á, bà thấy lạ. Cái một hôm á, mẹ của cái con Xuân Đào đi công tác về á, thì cái bà mẹ của con Xuân Đào tên là Phương Khanh. Thì cái bà Phương Khanh bà đang ngồi vậy nè, bà nói bà kêu giúp việc á các bạn, bà kêu bà giúp việc là kiểu ê, cho tao ly nước á. Cái bà Phương Khanh á ngồi một cái tướng đĩ như nè các bạn đó, cầm ly nước lên, một cái ly rượu vang á các bạn. Bà Phương Khanh bà đĩ lắm, bà cầm cái ly rượu vang là bà uống. Kêu cái bà giúp việc lấy ly rượu vang. Sẵn tao uống nước luôn, ghê chưa, sẵn tao uống nước luôn. Cái xong rồi cái bà giúp việc bà tên là Ngân Đao. Bà mới nói là chị Phương Khanh ơi, chị Phương Khanh, con của chị á, chị dạo này nó ngựa bà lắm. Đêm nào á chị, bà Ngân Đao bà kể cho Phương Khanh với lại bà Phương Khanh nghe, với lại một cái gọi là bà Tám á các bạn, kể vậy mất với một cái phong cách bà Tám là trời ơi, cái con hả con của chị á, cái con Xuân Đào á, đêm nào em cũng thấy nó hả, nó make up cái mặt của nó lồng lộn, xong rồi nó vẽ cái chân mày nó sơn môi á chị. Nó đi ra ngoài đường và lúc 10 giờ tối, cứ hễ 10 giờ là em thấy nó đi rồi chị. Coi chừng nó đi nhảy đầm á chị. Trời ơi, coi chừng con chị chích xì ke hay gì đó nha chị. Rồi cái bà Ngân Đào á, bà nói vậy, cái xong rồi bà Phương Khanh á, bà kiểu giống như là bà nghe là nghe vậy thôi, bà nghe mà bà bỏ ngoài tai, kiểu như là bà sẽ nghĩ là nó mới học lớp 6 à. Cái bà Ngân Đào á, cái bà Phương Khanh bà mới thấy là con của bà là cái con Xuân Đào á, nó mới học lớp 6 à. Có bay lớn như đây thôi nha. Người á thì như cọng bún thiêu vậy á, đi chơi cái gì sao mà đi bậy bạ được, tại vì nó còn quá nhỏ. Thế xong là bà cũng kiểu như là bà mặc kệ con bà luôn á, tại vì bà còn phải lo làm. Cái bà Phương Khanh mà bà còn phải lo làm, bà gặp đối tác rồi bà đi ăn nhậu rồi lộn bà đi buffet này nọ, bà gặp đối tác bà truyền tải này nọ kia để hợp đồng của bà. Nói chung là bà phải có rất là nhiều bản hợp đồng bà mới kiếm tiền nhiều tiền, các bạn hiểu không. Cái xong là bà cũng không để ý con bà luôn. Thì tới một hôm thì bắt đầu nhà ngoại của cái con bé Xuân Đào với Hồng Trúc á, là nó đám giỗ đám quải gì ở dưới, có nghĩa là mẹ là bà ngoại của mấy đứa này nè, có nghĩa là mẹ của cái bà Phương Khanh á. Thì bắt đầu cái bà Phương Khanh này bà mới dắt hai đứa con bà về quê. Thì khi mà hai đứa con bà về quê á để ăn đám giỗ á, thì bà ngoại của con Xuân Đào á, bà kiểu như là một cái con người dạng có căng á, các bạn hiểu không. Bà ngoại của con Xuân Đào kiểu như là dạng người có căng á, cho nên nhìn con Xuân Đào á thì thấy á là giống như là có một người đi theo con Xuân Đào, có một cái bóng. Thì nhìn theo con Xuân Đào là có một người đi theo con Xuân Đào á, các bạn hiểu không. Thấy có một cái bóng đi theo, cứ núp đằng sau lưng con Xuân Đào vậy nè. Cái xong rồi á, cái bà ngoại của con Xuân Đào này mới khều cái bà Phương Khanh kêu ra lại đây, mẹ nói con nghe nè Khanh. Thì khi mà khều ra nói chuyện nhau các bạn, thì cái bà ngoại của con Xuân Đào này á mới kêu là thôi bây giờ con dắt cái con Xuân Đào á đi sang nhà của cô Năm đi, tại vì ở trong cái làng đó có cô Năm. Thì cái con này á là cổ chuyên gia về gọi là giải vong rồi giải duyên âm, nói chung là giải nhiều thứ lắm. Nói chung là ai mà cổ giải free cho mọi người, cho nên ha, ai ở trong cái làng này á cũng đều tin cổ hết. Cho nên ha, cái bà Phương Khanh này á, bà mới nghe mẹ của bà nói vậy, thì mẹ của bà nói thì bà phải tin. Mày dám cãi lời mẹ mày không? Nói thẳng luôn các bạn, dám cãi lời mẹ các bạn không? Tán xích mẹ bây giờ đó. Mẹ của chúng ta rất là hung dữ. Nói chung là mẹ chúng ta nói là chúng ta phải tin. Thì cái bà Phương Khanh này bà không có dám cãi lại mẹ bà. Bà mới dắt con bà là cái con Xuân Đào này tới gặp cái bà Năm đó. Thì cái bà Năm đó bà mới kêu là thôi bây giờ á cứ đưa cái con Phương Khanh này á, cái lộn, cứ đưa cái con Xuân Đào này á đi lên thành phố đi. Có gì á 2-3 ngày nữa cô sẽ lên rồi cô giúp cho. Tại vì nói chung là chưa có tới cái ngày mà tốt đó các bạn hiểu không? Chưa có tới cái ngày tốt để mà gọi là giải vong cho cái con Phương Khanh, là giải vong cho cái con Xuân Đào này. Thì cái bà Năm này nè, bà mới dặn cái bà Phương Khanh á là bây giờ con về đó, con lên Sài Gòn á thì con ở nhà, con canh em nó, con đừng có đi đâu hết.
con ở nhà con canh cái con Xuân Đào đi. Tại vì hả, trong những cái vong này á, nó đã biết rằng mình sẽ sắp giải nó rồi. Cho nên hả, lỡ cái con Xuân Đào này có chuyện gì hay sao, cho nên con á là nói cái bà Phương Khanh á là phải ở nhà canh cái con bé Xuân Đào này, không được đi đâu hết, không được đi làm luôn, phải nghỉ làm luôn. Thì cái bà Phương Khanh này lúc này bà mới sợ bà mất con bà. Bà Phương Khanh lúc này bà mới sợ bà mất con bà, cho nên ha, bà nghỉ hết công việc luôn. Bà hoãn lại hết công việc, bao nhiêu hợp đồng là bà hoãn lại luôn. Bà hoãn lại hết luôn, bà ở nhà, bà canh cái con bé Xuân Đào này. Thì khi canh cái con bé Xuân Đào này á, thì cái con bạn là chính cái con bé mà kể cái câu chuyện này cho Bảo nghe nè, thì nó có qua chơi để nó qua thăm bạn nó. Trời ơi, chính mắt cái con bé nó thấy nha, cái con Xuân Đào á, cầm cái kéo á, cái con Xuân Đào cầm cái kéo như này, nó dí vào trong mặt của mẹ nó, là cái bà Phương Khanh á. Là lúc đó không hiểu sao mà tự nhiên cái con Xuân Đào nó nổi điên lên các bạn. Nó gầm gừ luôn, trời ơi, nó gầm gừ như chó vậy các bạn. Mà nó cầm cái kéo á, nó dí vào trong mặt bà Phương Khanh, là mẹ nó đó. Mẹ nó mà nó cầm kéo nó dí vào trong mặt vậy đó các bạn. Cái xong rồi hả, mọi người bắt đầu cái bà ngưng đau á, bà mới lại ôm cái con bé Xuân Đào. Xong rồi hả, mới hả để cái con bé lên Xuân Đào trên giường. Rồi lúc đó con bé Xuân Đào nó rã ra rồi, kiểu giống như là nó hết bị nhập rồi đó các bạn. Cái nó nằm nó ngủ tỉnh bơ luôn các bạn, như không có chuyện gì xảy ra. Khi mà nó tỉnh dậy á thì cũng như không có chuyện gì xảy ra luôn, không nhớ một cái gì hết luôn. Cái xong rồi hả, mấy ngày hôm sau á, ráng canh nó cho tới khi mà bà Năm đó, bà đi lên thành phố để bà giải cho nó, các bạn hiểu không? Thì khi mà canh xong mà Năm lên á, thì bà Năm này á, bà mới ghi tên tuổi của cái con bé Xuân Đào này. Ghi tên tuổi của cái con bé Xuân Đào này lên trên giấy, ngày sinh tháng đẻ nha. Xong rồi bà gom lại, bà ngậm vô trong miệng, bà nhai nhoai. Xong rồi bà phun ra vậy nè. Xong rồi các bạn biết sao không? Bà mới hỏi á, là bà mới chịu tập cái dòng đó để nhập vô trong người con bé Xuân Đào, để bà hỏi chuyện. Bà hỏi là tại sao lại nhập vô trong cái người của con bé này. Thì cái người đó chỉ liếc cái bà Năm đó thôi, nhưng mà chứ không nói gì hết cái gì nè. Chứ cái người đó không hề nói một cái gì hết luôn nha các bạn. Cái xong rồi hả, cái bà Năm này bà mới tức qua, mới kêu là bây giờ có nói không, có khai không, khai không, khai quá, khai không, khai quá đó. Bây giờ hả, có khai không, không thôi á là ta dùng cái cây dâu tầm á, tao quýnh nhà mi đó, tao dùng cái cây dâu tầm mà tao quýnh nhà mi đó. Cái xong rồi cái vong nó nghe là thù á, là cầm cây dâu á quýnh mình á, cho nên cái vong nó sợ. Bắt đầu cái vong nó nói, thì cái vong nó kể á, là tại cái vong nó là ở trên cái cây bàn, ghê không các bạn? Cái vong á là ở trên cây bàn trước nhà, nó ở trên cây bàn trước nhà đó các bạn. Cái xong rồi nó ngày nào nó cũng ở trên chợ nó, cái nó thấy cái con bé này nè, cái con Xuân Đào á mất dạy với lại ba mẹ nó đó, cho nên nó ghét, nó mới nhập vô trong người con bé Xuân Đào. Tại vì nó thấy con bé Xuân Đào hổn quá, nó ghét, cho nên nó nhập vô trong người con bé Xuân Đào chơi vậy đó. Cái xong rồi hả, với lại á, cái vong này nè, nó đang cần đi tìm chồng. Cái vong này nó đang cần đi tìm chồng, cho nên á, lúc nào hả, 10 giờ đêm là bắt đầu á, cái vong này nhập vô trong người con bé này, đánh cái mặt make up gì như vậy nè, xong vẽ cái chân mày lưỡi lìa mấy các bạn, xong rồi sơn môi son, đi ra ngoài đường đi kiếm trai, đi tìm chồng, nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa tìm được. Tại vì 10 giờ đêm có con nào nó điên mà nó làm cho cái mặt nó trắng bệch. Xong rồi cái hai cái chân mày như là cái lưỡi lìa, mà cái môi thì đỏ chót, mà đánh thì bị chèm nhem cái môi vậy. Đứa nào mà dám chơi, đứa nào mà dám đi tới nhận làm chồng nó, cho nên vẫn chưa tìm được chồng. Và xong rồi cái vong này kêu, cái nói chung là sau một hồi á, cái bà Năm này á, bà nói chuyện với lại cái vong đó, bà nói qua nói lại với lại cái vong đó xong á, thì cái vong nó chịu, cái vong nó sau khi mà thỏa thuận xong á, thì cái vong nó đòi á là cái bà Năm này á phải cúng cho cái vong đó một cái con heo quay sữa. Xong rồi á, sau khi mà cái vong đó ăn xong á, thì phải đưa cái vong đó đi lên chùa tu, đưa cái vong đó đi lên chùa học, thì cái vong đó mới chịu thoát ra khỏi người cái con bé Xuân Đào này. Thì thỏa thuận xong thì cái bà Năm ok, thì cái vong đó hả thoát ra. Xong rồi cái bà Năm đó bà đi mua heo quay sữa về cúng gấp luôn. Xong đó hả, đưa cái vong đó vô chùa học. Bây giờ bảo sẽ kể câu chuyện tiếp theo nha. Các bạn đừng quên share ly chim ủng hộ bảo nha, để bảo kể hơn nhiều hơn câu chuyện hơn cho các bạn nghe nha. Bây giờ ai sẽ là người được vào câu chuyện tiếp đây? Bây giờ bảo sẽ lựa. Rồi ok. Câu chuyện này á là của một cái bé tên là Nguyễn Nghi.
bé tên là Nguyễn Nghi. Nguyễn Nghi nha. Thì cái bé này kể là cái câu chuyện này là của bà của bé này. Bà nội bé này kể cái lúc mà bà nội bé này còn trẻ, thì cái bà nội của bé này bà đặt một cái tên nha. Bà bé này tên là Kiều Hân. Đó, bà bé này tên là Kiều Hân nha. Kiều Hân, Hân. Ở nợ ơn hờn hơn á, Kiều Hân. Thì cái bà nội của bé này á, hồi lúc còn nhỏ á, hồi lúc còn trẻ á, là cái lúc đó thời đó là, hồi đó là thời xưa rồi mà bây giờ là tính mình gọi là bà nội là chắc lúc đó là đã lâu rồi ha các bạn ha. Cái bà Kiều Hân này á, thì cái chỗ của bà ở là một vùng quê. Cái chỗ của bà Kiều Hân này ở là một vùng quê. Thì một năm nha các bạn, thì sẽ có một lần là đoàn cải lương người ta hát ở chỗ đình. Sẽ có một lần đoàn cải lương người ta tới cái chỗ đó người ta hát. Thì cái bà Kiều Hân này á, 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, khỏe như một con trâu. Thì cái bà Kiều Hân này bà cũng như bao nhiêu cô gái khác, như bao cô gái, như bao cô gái bà Son, còn mấy cái bánh nhỏ đó, như bao cô gái khác bà cũng đi nghe cải lương luôn. Đó, thì bà không hiểu sao một ngày cái bà Kiều Hân này bà ngựa bà ngồi bà nghe cải lương. Trời ơi bà diễn quá. Trời bà diễn theo cái đoàn cải lương quá đó các bạn. Cái khi mà bà đi về nhà, coi xong là bà đi về nhà nha, thì bà mới phát hiện chết mẹ rồi. Chết mẹ chị. Chị để quên cái ví của chị ở ngoài rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Chết chị rồi, chị để quên cái tai nải của chị không phải. Phải gọi là cái gì ta, hồi đó người ta xài cái gì mà mở ra xong rồi kéo lại, rồi mở ra xong kéo lại bỏ xu hào giọng á. Nói chung là cái tai nải đúng không? Đó chết mẹ chị rồi, chị dùng cái tai nải chị ở ngoài đình rồi. Rồi bây giờ chị đi về nhà rồi nha. Bà coi cải lương xong rồi bà đi về nhà, xong rồi bà tới về nhà, bà đi lên trên cái đình đó. Mà khi các bạn biết rồi, khi mà bà đi lên lại như vậy á, thì tất cả mọi người everybody ở đó nha, người ta dẹp hết chân hết trọi rồi, cho nên nguyên ở đó không có ai hết. Bây giờ có một mình bả lên bả kiếm đồ của bả thôi, các bạn hiểu không? Bả kiếm đồ của bả thôi. Cái xong rồi bả lên bả cũng kiếm được đồ nha, may sao nha, cái bà Kiều Hân bả kiếm được. Thì khi á bả đi á, thì bả thấy á có một người con gái ngồi ngay cái bậc đó nha các bạn. Xong rồi hả, cái người con gái đó mới khóc. Tự nhiên bả thấy cái người con gái đó khóc các bạn. Cái bà Kiều Hân này cái tánh bả cũng gọi là thích giúp đỡ đồng bào các bạn. Một cái con người mà có nghị lực sống, một cái con người mà gọi là thấy ai yếu kém nó bắt đầu ra tay tương trợ. Một cái con người rất là thanh xuân, một cái con người nói chung là hừng hực sức trẻ, vỗ vú đau vú. Xong rồi cái bà Kiều Hân này bà mới chạy lại, bà mới hỏi: ơ kìa chị ơi, sao chị ngồi đây có một mình vậy, hay là nhà chị ở đâu để em đưa chị về cho. Cái xong rồi bà Kiều Hân bà nói vậy á các bạn. Tắt cái con mẹ này khóc dữ quá. Bà Kiều Hân mới nói vậy xong á, thì cái bà này nè, cái bà mà bà hỏi á, ngước mặt lên nhìn bà, xong rồi chỉ đó. Mà cái bà Kiều Hân mà nhìn theo cái hướng tay của cái bà đó chỉ nha, là bà tưởng là cái nhà của bà, cái bà đó theo hướng tay, bà nhìn theo cái hướng tay. Thì bà Kiều Hân bà thấy là: ủa, nhà chị ở tuốt bên đường hả? Vậy là cũng gần nhà em. Nhà chị ở tuốt bên đường hả? Nhưng mà ở vậy cũng gần nhà em, ở bên đường đó hả? Vậy là gần nhà em. Thôi mình đi chung đi chị. Nhưng mà thiệt sự á là cái người con gái đó đó, người ta chỉ á, không phải chỉ ở đằng đó, mà chỉ ngay cái ngôi mộ kế bên. Là ở ngay cái chỗ mà người ta hát cải lương á, là người ta để bình dựng hát cải lương, ở kế bên có ngôi mộ luôn, có nguyên một dãy mộ luôn. Thì cái người con gái đó chỉ ngay cái ngôi mộ gần cái đường thôi, chứ không phải là chỉ ngay cái nhà đó. Các bạn hiểu không? Nó chỉ như cái mộ rồi, nó kêu là cái mộ, cái nhà của nó. Mà cái bà Kiều Hân mà bà xứng xa xứng xác á các bạn. Xứng xác. Ôi chị em mình cùng đường thôi, chị em mình về đó, về nhà với chung với em đó chị. Trời, thiệt luôn các bạn. Cái xong mà người phụ nữ rất im lặng, không nói gì hết, đi theo bà Kiều Hân. Đi theo bà Kiều Hân một mạch vậy luôn các bạn. Trời, bà không hiểu, bà nghe câu chuyện bà rất là hoang mang luôn nha. Đi tới nhà nha, cái xong rồi: ủa, chừng nào tới nhà chị vậy? Cái lúc trên đường đi á, thì bà Kiều Hân hỏi: ủa, chừng nào tới nhà chị vậy chị gái? Xong rồi cái bà đó bà cứ đi luôn. Mà không hiểu sao cái lúc mà bà Kiều Hân á, thì bà cố gắng mà bà vui vẻ. Các bạn hiểu không? Bà Kiều Hân là bà cố gắng bà vui vẻ, bà have fun, bà làm mọi thứ để cho cái không khí nói chuyện. Nhưng mà cái người con gái đó chỉ đi thôi các bạn, một đường cắt quớt một đường, như là Hoàng Thùy Lê Thúy vậy đó các bạn. Cắt quớt một đường luôn, không nói gì với bà Kiều Hân á. Thì lát hồi bà Kiều Hân bà quê, cái xong rồi bà cũng không thèm nói luôn. Cái đi một hồi tới nhà bà Kiều Hân rồi, bây giờ là tới nhà của bà Kiều Hân rồi nha.
thì bà mới đi vô nhà. Bà nói là thôi tới nhà em rồi, em đi vô nhà trước nha chị. Xong rồi khi mà bà Kiều Hân á, bà đi vô nhà thì á, mẹ của bà Kiều Hân á tên là Kỷ Ngân. Y hỏi ỷ Kỷ nha, Kỷ Ngân nha các bạn. Cái mẹ của bà Kiều Hân á tên là Kỷ Ngân. Thì cái bà Kỷ Ngân này bà đi ra bà kêu là trời ơi má, cái gì mà đi cái giờ này mới về, mày còn lái con lứa nha. Tao nói mày con gái con lứa mà không có công dung ngôn hạnh gì hết, con gái con lứa gì mà đi giờ này mới về, mày làm cái gì mà mày lăn loàn cắt nết như vậy. Trời nói quá trời luôn. Cái xong rồi hả, cái bà Kiều Hân này bà nói là đâu, trời ơi con đi coi mà con để quên đồ. Cái xong rồi con đi với một cái chị nữa chứ con đâu có đi chơi với trai đâu má, con đâu có đi chơi với trai đâu, con đi thêm với một cái chị nữa. Cái xong rồi cái bà Kỷ Ngân á các bạn, cái bà Kỷ Ngân mà kêu là đâu con nào, mày đi với con nào đâu, tao đâu thấy con nào đâu, đâu. Cái xong rồi các bạn kêu cái bà Kiều Hân á, bà mới chỉ nè, bà chỉ nè chị nè, chị ở ngoài đó, chị đứng trước cổng đó. Cái xong rồi cái bà Kiều Hân á, bà mới nhìn ra thì bà Kiều Hân bà không thấy ai hết. Bà Kiều Hân tuyệt nhiên bà không thấy ai đứng ở ngoài hết trơn. Mà trong khi rõ ràng bây giờ cái con đường nó xa lắm các bạn biết rồi, ngày xưa là quê rồi mà đi xa lắm mới có được cái nhà, đi xa lắm mới có được cái nhà, xa lắm mới có được cái nhà. Thì làm sao mà cái người mà đi theo bà Kiều Hân có thể ba chân bốn cẳng mà phóng nhanh như vậy, sao mà có thể đi nhanh như vậy được, các bạn hiểu không? Cái sau này bà Kiều Hân bắt đầu bà ôm mình, what the fuck, check a deep breath, trời chết mẹ chị rồi, thôi mẹ ơi, thôi vô nhà đi, đừng nói gì nữa, don't speak mẹ, đừng nói gì nữa, đi vô nhà đi. Cái xong rồi á, cái bà kỹ ngân ra mà nó kêu trời ơi cái gì vậy, trời ơi tao chưa chửi mày xong mà, cái gì mà mày đi vô. Xong rồi cái bà Kiều Hân á, bà sợ quá cái bà đi vô một mạch vô trong nhà luôn, bà không có để ý ngó ngàng gì với mẹ của bà hết, là cái bà Kỷ Ngân á. Thì bà ngủ thì cái đêm đó bà ngủ á các bạn, khi mà cái đêm đó bà ngủ á thì bà đang nằm ngủ như này, thì cái tối hôm đó tự nhiên á bà đau bụng, bà khó chịu cái bụng lắm. Cái xong rồi hả, bà kiểu như là bà có cảm giác giống như là có ai trong bụng bà đang đạp cái bụng bà gì đó, bà cứ có cái cảm giác vậy đó các bạn. Cái bà Kiều Hân á, bà cứ ôm, cái bà Kiều Hân mà cứ ôm bụng như nè. Xong rồi hả, bà mới dạch cái bụng bà lên như nè. Đừng, tôi sẽ không dạch cái bụng của tôi ra để cho các bạn thấy nước lèo của tôi đâu. Bà dạch cái bụng bà lên thì bà thấy giống như là có nguyên một cái bàn chân các bạn, bà thấy giống như là có nguyên một cái bàn chân người đang đạp, đang nhô lên vậy luôn nè các bạn. Cái xong rồi bà sợ quá bà mới kêu mẹ của bà là bà Kỷ Ngân á, bà kể cho mẹ bà nghe. Thì mẹ của bà rờ bụng bà thì cũng thấy luôn, mẹ của bà cũng thấy luôn là có một cái chân, thấy rõ luôn nha các bạn, có một cái chân nó đạp từ trong bụng nó đạp ra. Mà cái bà Kiều Hân bà đâu có bầu đâu, với lại lúc đó cái bụng của bà Kiều Hân rất là xẹp lép luôn, làm sao mà kiểu là thí dụ mà có em bé thì cái bụng cũng phải bự thì cái em bé mới đạp được. Đằng này á hả, tự nhiên thấy giống như có một cái bàn chân nó nhô ra như vậy. Thì bắt đầu á, cái bà Kỷ Ngân á, là bà mẹ của bà Kiều Hân á, bà mới thấy lạ rồi nha, kể cũng lạ lắm mà nghen, thấy bắt đầu thấy lạ lắm rồi nghen. Thôi mà cái bà Kỷ Ngân kêu là không sao đâu, bây giờ để ngày mai đi ra thầy để xem coi có chuyện gì. Thì các bạn biết sao không, thì ngày mai á, ngày hôm sau á, thì buổi sáng đó là cái bà Kỷ Ngân á dắt cái bà Kiều Hân tức tốc luôn, dắt cái bà Kiều Hân đi ra gặp thầy liền. Thì cái ông thầy này á, ổng nói á là ngày hôm qua á, là có một cái con bé kìa, cái bà Kiều Hân này nè, là bà nói chuyện với là một cái vong. Cái vong đó là cái vong chết oan, mà cái vong đó đáng lẽ là không có đi theo cái bà này đâu, mà tại vì cái bà này nói chuyện với cái vong đó quá nhiều, mà với lại á, cái vong đó lại thích cái đẹp, cái vong đó lại thích cái đẹp, đi theo cái bà Kiều Hân này. Tại vì bà Kiều Hân này bà mặc cái bộ đồ bà ba đẹp quá, bà mặc cái bộ đồ đẹp quá các bạn, nguyên một cái bộ đồ bà ba màu đỏ đẹp lắm. Nói chung là mặc cái bộ đồ rất là đẹp, và cái vong này rất là thích cái bộ đồ nè, rất là thích cái bộ đồ này, các bạn hiểu không? Cho nên cái vong này á mới thấy bà này vui, mới thấy cái bà Kiều Hân nè sơm nè, cái bà Kiều Hân nè bà sơm quá nè, rồi đi theo cái bà Kiều Hân này luôn. Thì á bắt đầu á, cái ông thầy này ổng mới dụ, là ổng cũng dùng thủ pháp là dụ cái vong này luôn. Tại vì cái vong này thích đẹp, cho nên cái vong này ổng dụ cái vong này rất là nhiều, kiểu là đi theo thầy rồi thầy sẽ hả cúng cho con quần áo này nọ. Thì cái vong này chết oan, mà khi mà chết đó là quần áo rách rưới, cho nên cái vong này không có một ăn mặc đàng hoàng, cũng không có một cái bữa ăn đàng hoàng. Cho nên sư thầy, cái lộn, cái ông thầy á làm bùa làm phép á, ổng mới dụ cái vong này ở lại. Và khi mà dụ cái vong này ở lại, bắt ở lại á, thì ông này bắt cái vong này ở lại để học luôn,
để học rồi tu luôn rồi xong rồi hả, kiểu như là cũng đốt, cũng là kiểu là cúng cho cái vong này luôn. Và cái bà Kỷ Ngân á, lâu lâu á cũng phải tới đây và cúng cho cái vong này, để cho cái vong này không có làm hại cái bà Kiều Hân nữa. Thôi bye bye các bạn nha, hẹn gặp các bạn ở trong những cái ly chim sau. Và các bạn nên nhớ là Bảo chỉ kể chuyện ma vào thứ sáu hàng tuần vào lúc 9 giờ tối thôi. Và mong là các bạn á, nếu bạn nào có câu chuyện ma của nhà các bạn á, và các bạn thấy hay á, thì các bạn có thể gửi vào inbox cho Bảo nha, để Bảo có thêm thật là nhiều chuyện để kể cho mọi người nghe nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào thứ sáu tuần sau nha.